Xin chào các bạn. Như các bạn có thể thấy được rằng ở thời điểm hiện tại, ở thị trường điện thoại Việt Nam của chúng ta có một sự xuất hiện ồ ạt của những thiết bị đến từ thị trường Trung Quốc, như là Xiaomi này, Lenovo, Huawei hay thậm chí là cả Coolpad hay là TCL gì đó. Có rất nhiều những sản phẩm, có rất nhiều những sự lựa chọn dành cho các bạn. Vậy thì lý do tại làm sao mà nó lại có một cái mức độ phủ sóng rộng ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại như vậy, cũng như là nó có những đặc điểm gì và nó có thể cạnh tranh trực tiếp đối với những sản phẩm đến từ nội địa Nhật Bản hay không? Trong video này, mình và các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề đó. Cái vấn đề đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là tại sao nó lại phủ sóng rộng ở Việt Nam đến mức độ như vậy. Thì các bạn có thể thấy được rằng là phần lớn những thiết bị sách tay đến từ thị trường Trung Quốc nó đều có một mức giá rất rẻ, chỉ khoảng tầm dưới 6 triệu, đó là đang nói về phần đa. Như là chiếc Mi 4 với mức giá khoảng 6 triệu các bạn đã có Snap 801 này, 3GB RAM này, màn hình thì Full HD rất đẹp. Hay là thậm chí khoảng 4 triệu thì chúng ta lại còn có rất nhiều những sự lựa chọn khác nữa. Với phần lớn những thiết bị đến từ thị trường Trung Quốc thì nó đều có một cấu hình rất cao mà mức giá lại rất rẻ, thì đồng nghĩa với cái việc mà nó sẽ có thể phủ sóng là một chuyện quá dễ hiểu. Hơn nữa, cái phân khúc mức giá nó là phân khúc mức giá rẻ thì nó sẽ hướng đến cái phần lớn những cái đối tượng khách hàng của nó, đó là những bạn trẻ, những bạn học sinh, sinh viên chưa có thu nhập, hay là những người lao động có thu nhập không quá cao. Và với một mức giá rẻ như thế thì ai cũng đều có thể mua cho mình một chiếc điện thoại. Và cái phân khúc đó chính là cái phân khúc sôi động nhất mà nó hướng vào, thì đó phủ sóng là một chuyện quá dễ hiểu mà thôi. Cái vấn đề thứ hai mà các bạn cần quan tâm đó là nó có những cái đặc điểm gì. Đầu tiên phải nói rằng đây là một những sản phẩm ở thị trường nội địa Trung Quốc và nó có một mức giá rẻ và một cấu hình cao. Đã có một mức giá rẻ và cấu hình cao thì đồng nghĩa với việc đó là chất lượng hoàn thiện phần lớn là chưa thực sự tốt. Có thể nói, mình đơn cử nói như là chiếc Lenovo K30 chẳng hạn. Với 4 triệu các bạn đã có một con chip MTK 6752 rất mạnh, có 2GB RAM, màn hình Full HD rất ấn tượng. Tuy nhiên cái chất lượng hoàn thiện thì mình không đánh giá quá cao ở sản phẩm này. Cũng như một số những sản phẩm khác nữa, mình không nói đến những thiết bị có tên tuổi như là Xiaomi, Huawei, bởi những thiết bị ấy có một chất lượng hoàn thiện rất tốt. Mình đang nói đến rất nhiều những sản phẩm khác nữa như là Coolpad này, như là TCL này, hay là rất nhiều những thiết bị có mức giá rẻ. Thì phải đánh đổi lấy một việc, đó là cấu hình cao, giá rẻ thì hoàn thiện nó không thực sự là tốt. Thì đây cũng là một thứ mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Cái điều thứ hai đó là đây là đến từ thị trường Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không chơi với anh Google. Thế nên là với bất cứ một sản phẩm đến từ thị trường Trung Quốc nào, các bạn sẽ không hề có một cái bộ đó là CH Play, Google App. Không có CH Play để các bạn tải app này, không có Google để các bạn check mail này, hay là không có những cái dịch vụ chỉ có Google mới có như là Map chẳng hạn. Thì khi sử dụng ở Việt Nam, các bạn sẽ cần phải có một vài thủ thuật để chúng ta có thể cài được cái bản ROM này vào. Nhưng những vấn đề đó thì các bạn hãy yên tâm, một khi mua những sản phẩm sách tay thị trường nội địa Trung Quốc tại ClickBuy thì những vấn đề đó sẽ được ClickBuy hỗ trợ hoàn toàn. Các bạn hãy cứ yên tâm cho quá trình mà các bạn sử dụng. Cái vấn đề thứ ba nó đến từ là cái cộng đồng hỗ trợ ROM. Nói thế nào nhỉ? Với quá nhiều những cái thiết bị được bán ra, với quá nhiều mẫu mã để các bạn có thể lựa chọn và mua sắm, thì cái việc mà có một cái cộng đồng hỗ trợ nó là thực sự là không quá là nhiều. Nếu với một số hãng như là Xiaomi, Huawei hay Lenovo, nó có tên tuổi một chút rồi thì cái cộng đồng hỗ trợ nó cũng sẽ có. Nhưng nếu các bạn lại lựa chọn một số những thiết bị như là Alcatel này, hay là TCL hay là Coolpad, thì cái vấn đề mà cái cộng đồng ROM hỗ trợ ở thế giới hay là ở Việt Nam thì nó gần như là không có, và các bạn sẽ buộc phải sống chung với cái việc mà nhà sản xuất đưa ra thì các bạn sẽ phải dùng như vậy. Không có quá nhiều thứ để các bạn nghỉ ngợm, không có quá nhiều thứ để các bạn vào quạch. Và cái vấn đề cuối cùng đó là nó có thể cạnh tranh được với những thiết bị nội địa đến từ Nhật Bản hay không, khi mà những thiết bị nội địa đến từ Nhật Bản nó cũng đều có một mức giá rất rẻ và rất hợp lý. Thế thì bây giờ mình hãy nói quay trở lại một chút. Hàng nội địa Nhật Bản thì nó hầu hết đó là những sản phẩm flagship của từng hãng được đặt riêng dành cho từng nhà mạng. Và đó đều là những siêu phẩm, mà đã là siêu phẩm thì giá rất cao. Đơn cử như là với chiếc Xperia Z3 Plus, Z4 ở thị trường Nhật Bản, thì chúng ta sẽ có một mức giá khoảng tầm độ 15, 16 hoặc 17 triệu. S6 hay S6S thì nó vẫn khoảng 14 đến 15 triệu. Hay là đơn giản như là những thiết bị G3 Esai này, hay là những thiết bị của HTC G1 gì đó. Về Việt Nam thì rẻ nhất nó cũng phải tầm khoảng 6 triệu. Và với 6 triệu như thế thì nó đã có thể, chúng ta có thể sắm được một thiết bị gần như là hàng đầu của Trung Quốc. Hai phân khúc mức giá hướng đến hai đối tượng khách hàng khác nhau hoàn toàn thì so sánh cũng khá là khập khiễng. Bỏ qua vấn đề về giá thì chúng ta hãy quan tâm đến những vấn đề cốt lõi bên trong. Nếu với hàng Trung Quốc thì các bạn lắp SIM các bạn có thể sử dụng được ngay mà không phải mấy khi bận tâm đến việc đó là ăn lắp. Còn với hàng Nhật thì các bạn sẽ buộc phải ăn lắp. Vẫn biết là với một số thiết bị Samsung chúng ta có thể ăn lắp bằng phần mềm, thế nhưng mà với những thiết bị Sony thì sao? Chúng ta buộc phải dùng cốt, mà dùng cốt thì các bạn phải tốn thêm một khoản phí nữa. Nhưng mà vấn đề đó cũng không phải đáng ngại, thì ClickBuy luôn hỗ trợ cho các bạn những vấn đề như thế.
dòng Sony thì chúng ta cũng có thể can thiệp được vào phần mềm để unlock. Tuy nhiên mất đi một số những ứng dụng độc quyền của Sony thì mình nghĩ rằng không bạn nào muốn unlock bằng một cách như vậy. Tổng kết lại thì với những thiết bị đến từ Trung Quốc, các bạn sẽ không phải unlock nhưng các bạn sẽ mất đi bộ Google App. Còn với những thiết bị Nhật Bản thì các bạn sẽ có Google App nhưng các bạn sẽ buộc phải unlock bằng phần mềm hay phần cứng bằng code thì lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn mà thôi. Trên đây mình đã tổng hợp một vài những điều mà các bạn sẽ cần phải biết trước khi lựa chọn một sản phẩm đến từ thị trường nội địa Trung Quốc. Các bạn sẽ có một thiết bị với cấu hình rất cao, có một thiết bị với giá thành rẻ nhưng lại phải đánh đổi lấy cái việc đó là chúng ta không có bộ Google App. Vậy thì các bạn có hứng thú với những sản phẩm đến từ thị trường Trung Quốc hay không? Nhớ để lại comment phía bên dưới để chúng ta cùng tham khảo. Trong thời gian tới thì với quan điểm cá nhân của mình, hàng nội địa Trung Quốc sẽ phủ sóng rất rộng ở thị trường Việt Nam. Và lý do vì sao nó lại có thể phủ sóng rộng như thế, chúng ta sẽ cùng bàn luận ở một video khác. Video này thì mình xin được tạm dừng ở đây. Nếu thấy hay thì đừng quên like và share cho bạn bè cùng xem. Và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Clickbuy Channel để chúng ta có thể cùng nhau bàn luận trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.